Tin tổng hợp ngày 2 tháng 7 của Bài Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. 66 cán bộ sai phạm trong vụ Thủ Thiêm bị kỷ luật. Người dân chặn trạm BOT vì xây dựng làm hỏng nhà dân. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng chỉ mới giải ngân được gần 30%. Trong tiêu điểm thời sự hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về việc thành phố Hà Nội được quyền thu những loại phí không có trong luật. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ Đài cho tự do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật 66 cán bộ bị xét có sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và sẽ báo cáo kết quả xử lý với Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngay trong tháng 7 năm 2020. Truyền thông trong nước loan tin vừa nói, theo khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 tối ngày 1 tháng 7. Một số cử tri tại buổi nói chuyện đã cho rằng cần phải xử lý nghiêm toàn diện kể cả cán bộ đương chức hay về hưu mà có sai phạm ở Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết một số cán bộ do Ban Bí thư quản lý đã bị kiểm điểm trong đợt 1. Liên quan 66 cán bộ đang kiểm điểm và xem xét xử lý trong đợt 2, có đầy đủ cán bộ, sở ngành và Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm qua các thời kỳ. Chủ tịch thành phố cũng hứa với cử tri sẽ có báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả xử lý 66 cán bộ trong tháng 7 này. Ngoài ra, ông Phong cũng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã lập tổ công tác triển khai thực hiện theo kết luận thanh tra chính phủ, trình Hội đồng Nhân dân chính sách bồi thường bổ sung, tiếp xúc với 334 hộ dân ở khu 4,39 ha tại khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Hàng chục hộ dân xã Iada, huyện Iada, tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 2 tháng 7 đã tụ tập tại trạm thu phí Iada trên quốc lộ 26 chặn xe qua lại. Lý do được cho hay là vì quá trình thi công trạm BOT này làm hỏng nhà dân mà chưa đền bù thỏa đáng. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết, hàng chục người đã dàn hàng ngang, dùng vật dụng làm hàng rào chắn không cho xe qua lại trạm thu phí BOT Iada. Một người dân cho biết vào năm 2016, các đơn vị thi công trạm thu phí này đã dùng máy móc hạng nặng tạo ra rung chấn mạnh, làm hỏng nhà của người dân. Vào năm 2017, người dân đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại và có bồi thường, nhưng đến nay vẫn không được thực hiện. Người dân cũng cho biết đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Đại diện trạm thu phí BOT Iada nói với báo trong nước rằng trách nhiệm đền bù, hỗ trợ thiệt hại nhà dân thuộc về các đơn vị thi công được nêu trong hợp đồng. BOT Iada nói cũng đã gửi công văn đến các đơn vị thi công nhưng hiện nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, đại diện BOT Iada nói trước tình hình phản đối của người dân, đơn vị này đã hỗ trợ khoảng 20 hộ dân. Các hộ còn lại bị nói đòi mức hỗ trợ quá cao nên doanh nghiệp không thể đáp ứng. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương được nói đã có mặt tại trạm thu phí để giải thích, thuyết phục người dân dừng hành vi tụ tập đông người và cản trở hoạt động trạm thu phí. Sau khoảng 1 giờ, nhiều người dân phản đối bỏ đi và trạm thu phí hoạt động trở lại bình thường. Việt Nam thông báo tính đến ngày 2 tháng 7, có 340 bệnh nhân COVID-19 trong nước được chữa khỏi trên tổng số 355 trường hợp nhiễm coronavirus. Truyền thông trong nước loan tin hôm ngày 2 tháng 7 cho biết như vừa nêu. Theo đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa công bố thêm 4 bệnh nhân mắc coronavirus đã được điều trị thành công. Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh táo, tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, phổi thông, v.v. Các bệnh nhân sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Báo trong nước cho biết, tính đến sáng ngày 2 tháng 7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm coronavirus mới nào trong cộng đồng suốt 77 ngày qua. Số người đang bị cách ly theo dõi sức khỏe là 12.580 người, trong đó có 96 trường hợp cách ly tại bệnh viện, khoảng 11.600 ca cách ly tại cơ sở tập trung và 888 trường hợp cách ly tại nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19 hiện chỉ mới đạt 17.500 tỷ đồng, tương đương gần 30% gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ Hà Nội. Báo trong nước dẫn báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội loan tin ngày 2 tháng 7. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được nhà nước Việt Nam ban hành theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của chính phủ
nhằm giúp đỡ các đối tượng bị mất nhiều thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo báo cáo, công tác hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương đã gần như hoàn thành. Trong khi đó, việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác vẫn còn rất hạn chế. Cụ thể, số người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp là 15.909 người, chỉ đạt 1,59% so với dự kiến ban đầu là 1 triệu người. Đối với hộ kinh doanh cá thể, có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, số lượng hộ kinh doanh do Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi chi cục thuế đề nghị thẩm định là gần 31.000 hộ, trong khi dự kiến ban đầu là 760.000 hộ. Ngoài ra, tới thời điểm này, chưa có hồ sơ nào của người sử dụng lao động vay ngân hàng chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, trong khi dự kiến số tiền vay cho ban đầu là 16.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho 3 triệu lao động. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra nguyên nhân cho rằng, chính sách được nghiên cứu lúc dịch bệnh diễn ra phức tạp, chưa được kiểm soát tại Việt Nam, nên đưa ra con số dự báo những đối tượng bị ảnh hưởng khá cao. Trong thực tế, dịch bệnh sớm được kiểm soát đã tạo điều kiện cho việc mở cửa lại nền kinh tế, các doanh nghiệp quay trở lại phát triển sản xuất kinh doanh. Do vậy, số lượng lao động mất việc làm, ngừng việc tiếp cận gói hỗ trợ này còn ít. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương về tình hình thực hiện nghị quyết số 02 diễn ra ngày 2 tháng 7 đã phát biểu cho rằng các giải pháp hỗ trợ chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp nhìn chung chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của doanh nghiệp và cũng rất ít doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ do nhiều yêu cầu không khả thi. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội vào sáng ngày 2 tháng 7 và được dập tắt trong xế chiều cùng ngày. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra. Truyền thông quốc nội vào ngày 2 tháng 7 tường thuật lại vụ việc rằng các công nhân của công ty Khánh Hội trong lúc đang làm việc thì phát hiện lửa bốc lên từ một nhà xưởng tầm 10 giờ 30 sáng và sau đó nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho sơn. Đám cháy lan nhanh bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và các công nhân chạy thoát ra ngoài. Sau 3 giờ đồng hồ xảy ra hỏa hoạn ở công ty Khánh Hội, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy lúc 1 giờ 30 chiều. Thiệt hại ban đầu là 1.000 m2 nhà xưởng bị đổ sập cùng nhiều máy móc bị thiêu rụi. Công ty cổ phần chế biến lâm sản Khánh Hội rộng 5.000 m2 nằm trong khu dân cư tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phía trên khu vực nhà xưởng của công ty này có đường dây điện cao thế giăng ngang. Báo Giới trong cùng ngày 2 tháng 7 cũng cho biết Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa hoàn thành báo cáo về vụ cháy kho hóa chất ở quận Long Biên hôm 30 tháng 6 và đã gửi trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 sáng ngày 30 tháng 6 ở khu cảng Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Đám cháy khởi phát tại xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt và cháy lan sang khu vực xưởng của công ty cổ phần 3B và công ty cổ phần phát triển công nghệ hóa học. Đám cháy được dập tắt vào khoảng 10 giờ. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, yêu cầu đo nồng độ hóa chất và công bố công khai kết quả đến người dân, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát, hạn chế nguy cơ phát tán hóa chất ra môi trường. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm thời sự. Thưa quý vị, Hà Nội được thu những loại phí chưa có trong luật. Đây là một vấn đề được bàn tán nhiều ngày qua. Mời quý vị theo dõi và ghi nhận sau đây. Quốc hội Việt Nam vừa biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách, tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Mà theo đó, Hà Nội có thể quyết định thu các loại phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí có trong luật phí và lệ phí. Ngay sau quyết định này, nhiều người dân Hà Nội tỏ ra hoang mang và thậm chí có người đặt câu hỏi ai sẽ quản lý những loại phí mới sẽ được ban hành trong nay mai hoặc những loại phí nào sẽ được áp dụng và việc thu phí ra sao, liệu áp dụng thu phí có giải quyết được cốt lõi của vấn đề không hay lại cũng giống những loại phí khác đã từng đưa vào thực tế
nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Thu phí ở mức độ vừa phải để dân người ta có cái thu nhập cao, ta sống thu nhẹ, nhưng mà có nhiều phí đấy, nhưng mà tôi cũng không rõ thì vào tay này là phải muốn bắt tay người ta phải có cách đưa đẩy khác. Ở anh bắt thì làm thì anh phải có lối cho người ta. Bây giờ anh phải làm như nào để người ta thu chỗ nào chứ bây giờ người ta mấy khi được đã phải ra đường này thì vất vả rồi em ạ. À, đã ra đường này nói thật em không có tiền, không có cuộc sống thì mới phải ngồi như thế này. Người ta phải kiếm được cơ thì người ta dân nó kêu lắm, không hợp lý một tí nào ấy. Được biết với cơ chế đặc thù mới này, ngân sách thành phố sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí đã được Quốc hội đồng ý để đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học, công nghệ giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các cơ chế đặc thù như Hà Nội đều nhỏ lẻ, manh mún, không thể hiện được tầm nhìn xa hơn. Ngược lại, những cơ chế được cho là đặc thù đó thể hiện việc xin thêm, chút quyền chủ động của từng địa phương mà lẽ ra không nên đưa vào trong lần này với tầm vóc một thủ đô lớn như Hà Nội. Mặt khác, cơ chế đặc thù cho Hà Nội lần này được cho là giống thành phố Hồ Chí Minh. Về việc điều chỉnh phí, lệ phí hoặc thêm phí mới, nhưng trên thực tế, để có được cơ chế đặc thù đó, mà theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã từng nêu ý kiến, thì dù thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù, nhưng tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương vẫn là 82%, nghĩa là thành phố kiếm được 100 đồng, vẫn chuyển về Trung ương 82 đồng, nên không ảnh hưởng đến ngân sách Trung ương. Đặc thù là để cho thành phố có thêm được cơ chế để thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển. Trong khi đó, con số tương ứng của Hà Nội là giữ 35%, nộp 65%. Bàn thêm về cơ chế đặc thù cho Hà Nội, tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng: đã có luật thủ đô rồi, thế bây giờ tại sao lại có cái cơ chế đặc thù cho Hà Nội nữa? Tại vì cái nhu cầu phát triển của nó rất lớn nhưng nguồn lực thì có hạn. Cho nên chính vì vậy thì cái chiếc áo, cái luật thủ đô thì nó chưa tương xứng, nó chưa phù hợp với cái sự yêu cầu phát triển của Hà Nội. Cho nên chính vì vậy thì cho nên là đòi hỏi thì Quốc hội phải thông qua nghị quyết cái cơ chế đặc thù về tài chính và ngân sách. Có nghĩa là cái mà ngoài cái luật ra nó quy định rồi, ví dụ luật phí và lệ phí rồi, thì muốn một cơ chế khác như đó thì phải có cái cơ quan lập pháp tối cao nhất là Quốc hội thông qua, thì Quốc hội đã đồng tình. Những cái này là để tăng cái nguồn lực, nhưng mà tăng nguồn lực làm sao để có thể là tương sự phù hợp với cái năng lực của người dân, có khả năng thanh toán. Thế thì muốn như vậy thì có vẻ cũng tùy tiện lấy ý kiến tham khảo của dân trước khi ban hành một cái quyết định nào đó. Cho nên cái sự lo lắng bức xúc của người dân cũng là có căn cứ, có cơ sở. Người ta sợ rằng với cơ chế này nếu không có một cái sự giám sát chặt chẽ, không có sự đồng thuận, không ý kiến của người dân thì anh có khả năng anh sẽ lạm dụng cái chuyện này thì sẽ gây bất lợi, gây cái thiệt cho cái người dân thủ đô. Mà trong bối cảnh trong tình hình như vậy là cái khả năng thanh toán của họ thì có mức độ, có hạn chế. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RA Tiếng Việt.